Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Network. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Cùng đôi vũ trang châu Á. Bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn quan chương trình bày. Kính thưa quý vị, phán quyết chống lại các tuyên bố chủ quyền của Trung Cộng ở tại Biển Đông của Tòa trọng tài thường trực viết tắt là PCA ở La Hê của Hà Lan đã phần nào đáp ứng mong đợi của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, nó lại khiến Trung Cộng hung hăng hơn nữa và dấy lên một trong những xu thế đáng lo ngại nhất ở châu Á đó là cuộc chạy đua vũ trang đáng bạo động. Một cuộc chạy đua vũ trang lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở tại Stockholm, hiện nay châu Á chiếm gần một nửa chi tiêu mua sắm vũ khí của thế giới và nhiều hơn hai lần tổng mua sắm của các nước ở Trung Đông và nhiều hơn bốn lần so với lại châu Âu. Và giới quan sát từ Anh cho biết rằng, cho đến năm 2020, thì Tổng số ngân sách quốc phòng của khu vực châu Á sẽ tăng lên đến 533 tỷ Mỹ Kim Trong khi đó, năm 2015 là 435 tỷ Mỹ Kim Trong đó, riêng Trung Cộng, ngân sách quốc phòng đã lên tới 146 tỷ Mỹ Kim vào năm 2015 Và đến năm 2020 sẽ lên tới 233 tỷ Mỹ Kim Tất nhiên, kẻ khơi màu đầu tiên là Trung Cộng Và chính những thái độ hung hăng và những hành động quân sự hóa các vùng hải đảo, lãnh thổ trên biển đông một cách trái phép đã đẩy các quốc gia khác trong vùng và trong khu vực vào thế bị động và lo ngại. Không một lần ngày sau được khi mà Trung Cộng liên tục mang vũ khí và thuốc súng tới đặt ở cửa nhà các nước láng giềng nhằm để hăm dọa. Và Trung Cộng đã triển khai bất hợp pháp phi cơ do thám và phi cơ chiến đấu loại J-11B ở đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đồng thời đã xây dựng bất hợp pháp 22 nhà chứa phi cơ đồng bộ. Ngoài ra, thưa quý vị, Trung Cộng cũng đã đặt pháp hỏa tiễn phòng không loại HQ-9, HQ-6 và hỏa tiễn chống hạm loại YJ-62 ở đảo Phú Lâm, đã tăng mạnh khả năng phòng không và chống hạm ở đảo này. Cùng với lại khu trục hạm hỏa tiễn, thì tàu hộ vệ hỏa tiễn tuần tra các khu vực xung quanh, đảo Phú Lâm của Việt Nam giờ chẳng khác gì một hàng không mẫu hạm trên biển của Trung Cộng. Tương tự như vậy, Trung Cộng cũng có ý đồ biến ba bãi đá ngầm khác ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam thành hàng không bảo hạm trên biển và lần lượt là đá chữ thập, đá vạnh khăn và đá Subi. Thế nên, Việt Nam nước vốn chỉ khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ vào năm 1995 và vẫn còn phụ thuộc nặng nề vào chính phủ cộng sản Trung Cộng, cũng hứng chịu áp lực mạnh mẽ của dư luận mà phải tỏ ra thân thiện hơn với lại Hoa Kỳ và đồng thời xem xét cho phép. Hải quân của Hoa Kỳ sử dụng căn cứ Hải quân Cam Ranh, vốn được không quân của Hoa Kỳ xây dựng và sử dụng trong chiến tranh của Việt Nam. Việt Nam cũng đã mua một đội tàu ngầm do Nga sản xuất. Chi phí cho mua sắm quốc phòng đã tăng 8 lần trong giai đoạn 2011-2015 so với là giai đoạn 5 năm trước đó. Trong khi đó, thì Philippines, nước đã đưa vụ kiện chống lại Trung Cộng ra tòa La Hay, cũng đang tăng cường sức mạnh quân sự của mình. Với việc mua các phi cơ chiến đấu từ Nam Hàn và các khoản đầu tư mới vào hải quân được hỗ trợ không chỉ bởi Hoa Kỳ mà còn cả Nhật Bản. Mặc dù một mặt Philippines đang cố gắng nối lại các mối quan hệ ngoại giao căng thẳng với Trung Cộng, mặt khác thì Philippines cũng đang khôi phục lại mối quan hệ đồng minh quân sự với Hoa Kỳ. Hiện Hoa Kỳ đã được phép sử dụng năm căn cứ quân sự của Philippines, trong đó bao gồm một phi trường ở biển Đông. Và cuối cùng, Nhật Bản cũng đang có được ảnh hưởng cho khu vực bằng cách thay đổi hiến pháp hòa bình hậu thế chiến thứ hai của mình và chính phủ của thủ tướng Shinzo Abe đã diễn giải lại điều chính vốn có mục đích từ bỏ chiến tranh để cho phép Nhật Bản tham gia phòng vệ tập thể cùng với là các đồng minh của các nước này. Và chính phủ cũng đang xem xét lại các đạo luật về an ninh cho phép xuất cản công nghệ vũ khí cho các nước đối tác trong khu vực và qua đó có thể tăng cường khả năng quốc phòng của mình. Và thậm chí cả những nước không có tranh chấp ở Biển Đông như là Indonesia, Thái Lan và Singapore vẫn tăng cường trang bị vũ khí. Lý do là bởi vì đối với lại những nước này thì an ninh hàng hải là một điều hết sức quan trọng. Indonesia đang mua một loạt tàu ngầm từ Nam Hàn và nhập cản các hệ thống radar bờ biển từ Trung Cộng Mỹ. Trong khi đó, thì Singapore đã trở thành nước nhập cản vũ khí lớn thứ năm trên thế giới với rất nhiều hợp đồng mua sắm vũ khí tinh vi. Thái Lan sẽ tăng chi tiêu quốc phòng hàng năm vào năm 2015 thêm 7,3%, chiếm 7,6% tổng ngân sách. Và đơn đặt hàng của Thái Lan bao gồm 12 trực thăng vận tải loại Mi-17 của Nga và 4 phi cơ huấn luyện loại T-50 Golden Eagle của Nam Hàn. Và Thái Lan cũng muốn có tàu ngầm cho hải quân của mình, mặc dù nước này chỉ có vùng nước nông trong vịnh Thái Lan và không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Ấn Độ cũng đang mua một loạt phi cơ chiến đấu từ các hãng của Pháp, của Mỹ và Thụy Điển, và tất cả những nước này đang phản ứng với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Cộng như là một mối đe dọa lớn nhất cho sự ổn định khu vực. Và trên thượng nguồn sông Mekong, Trung Cộng đã và đang xây dựng các con đập và cướp đi nguồn tài nguyên nước sống còn của các nước hạ nguồn như là Việt Nam. ở phía đông nam, Trung Cộng muốn thao túng Đài Loan. ở biên giới phía tây, Trung Cộng tranh giành Kashmir với lại Ấn Độ. ở biển đông Trung Cộng tiến hành xây dựng các đảo nhân tạo và quân sự hóa chúng với các phi đạo và các cơ sở quân sự. Chạy đua vũ trang ở châu Á là một cuộc chạy đua lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, và nó đang tăng tốc trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng không thuận lợi. Và Hoa Kỳ đang bận tâm với lại nhà nước Hồi giáo và các mối đe dọa khủng bố khác từ bên ngoài. Và giờ đây là với sự chia rẽ mạnh mẽ trong lòng của nước Mỹ trước tiềm chiến dịch bầu cử tổng thống trong nước. Một châu Âu đang gồng mình chịu đựng khủng hoảng tị nạn và sắc tộc lại đang bị xáo trộn và lung lay khi mà Vương quốc Anh bỏ phiếu để rời khỏi Liên minh châu Âu. Lẽ ra, đây là, là thời điểm tốt để châu Á vươn lên như là một lục địa hòa bình và phát triển mạnh mẽ nhằm có thể đảm nhiệm vai trò lãnh đạo toàn cầu. Tiếp thay, những xung đột địa chính trị gây gắt trong khu vực lại đang ngán đường do không có một khuôn khổ mang tính thể chế để có thể ngăn chặn và giải quyết các tranh chấp lãnh thổ trừ khi một khu khổ như thế được thiết lập, còn không thì rủi ro về xúc đột sẽ tăng thêm nữa và chắc chắn sẽ ảnh hưởng xấu tới tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Và muốn giải quyết các cuộc tranh chấp này, tối thiểu cần các luật chơi cơ bản mà các bên phải tôn trọng một cách biết điều. Cái mà Trung Cộng sẽ không bao giờ chịu nghe theo, bởi vì Trung Cộng sẽ là chỉ hành động đơn phương theo cách mà Trung Cộng đòi hỏi. Ví dụ như ASEAN đang soạn thảo một bộ quy tắc ứng xử để có thể quản lý Biển Đông nhưng nỗ lực này đạt được rất ít tiến triển vì sự ngoan cố và sự lôi kéo bè phái một cách tiểu nhân của Cộng sản Trung Cộng. Kết quả là, một cuộc chạy đua vũ trang sẽ còn leo thang hơn nữa ở châu Á, để tình hình thế giới ngày một xấu đi và chẳng đem lại lợi ích cho bất cứ một bên nào. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Cuộc đua vũ trang châu Á, bài viết do Trang Nguyễn Biên Soạn quan trình trình bày cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới xin kính chào